Đau vậy tôi đánh cho cô nhớ. Cái điện thoại này không mua bằng tiền chắc có quá hả? Trời ơi là trời, điên quá điên rồi. Tại sao cuộc đời lại có những người như vậy ta? Ông Trúc. Hả? Ông Trúc. Ra đây. Ông Trúc ra đây. Dẹp đi. Mày đây không làm ăn gì vậy? Mày đi cái gì vậy? Bây giờ con quá tức rồi. Đừng hỏi con nữa. Hỏi con là có chuyện liền nha. Bây giờ nè, chuyện này con xin phép ông chủ. Con đi lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu như con không trở về, làm ơn giữ cái điện thoại này cho con. Có mệnh hệ gì, ông chủ bán cái điện thoại này đưa cho ông Quy Quy để nó có tiền sinh sống nha. Giúp mình con, nó chỉ có giá khoảng 120 triệu thôi nha. Giúp mình con. Khoan, cái gì? Mày giữ lại luôn đi. Mày định gài tao hả? Gài cái gì? Mày coi mày giả bộ mày hát tuồng tao coi rồi mày gài tao hả? Mày đi xong rồi cái giả bộ mày kêu mày mất tích rồi mày kêu bán chỉ giá 120 triệu. Mày nghĩ tao điên cái điện thoại 120 triệu hả? Đồ cổ mà. Cổ có đầu mày vậy cổ? Trời thiệt mà. Mày là cổ lỗ sĩ vậy cổ. Trời ơi, coi như tao không có tầm nhìn, không nhìn cái được cái giá trị. Thôi được rồi, giữ đi. 1.2 triệu cũng được. Nha, gửi cho Quy Quy. Chuyến này con đi lạnh rất nhiều. Mà mày đi đâu? Để con... nhảm gì quay. Coi đi, nè. Đây. Đó, coi nè, khoan trả về xíu. Đó, thấy chưa? Cái mặt con người ta mà nó tưởng như cái mâm đó. Này, nó sáng như mặt con người ta vậy nè. Nè, đàn ông gì kỳ vậy? Hả? Yêu đương không chấp nhận quýnh tao ngoài đường là sao? Đúng không? Trời ơi, Nam ơi là Nam, tao tưởng cái chuyện gì? Mày điên hả? Lo chuyện nào mà lo hết cái chuyện của thiên hạ. Mày không vừa vừa thôi. Nhưng mà cái chuyện nó sờ sờ trước mắt gì? Cuộc sống này nó vốn dĩ là quá nhiều đau thương rồi. Mày coi thì mày kiếm cái gì cho nó vui vui xíu. Thí dụ? Cho nó thoải mái xíu. Chẳng hạn như là cơm tấm vui vẻ nè. Cái thù nè. Cái đó vui á. Đó, coi cái đó nó dễ thương, giảm chết hơn nữa. Còn cái chuyện này nè, xã hội người ta lo. Còn mày lo mày ăn cơm tấm thì thôi. Nhưng mày lo mày hành tao được đủ rồi. Trời ơi, cái chuyện nó trước mắt vậy mình thấy bất công, mình bất công gì bất công. Cuộc sống là như vậy đó, nhưng mà thật sự đó, chuyện tình á, tình yêu là đề tài muôn thuở. Tình yêu đó cái gì nó rất là đẹp, nó rất là vui vẻ. Chẳng qua cái thằng này là nó là thằng cái dạng mà bệnh hoạn thôi. Đàn ông đến phụ nữ là bậy bạ, hiểu chưa? Anh muốn tôi là ui da, ui da, ui da, ui da, nghe nói là gì? Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Đưa nhỏ đi khám bệnh đi nha. Chứ thấy tâm lý nó cũng không ổn định, nó quýnh tạo quá trời kìa. Nghe nói là gì? Tha thứ cho anh đi Di. Cái gì? Cái người cần phải tha thứ là tôi nè. Anh buông tha cho tôi đi. Buông tha cho tôi đi. Buông tha cho tôi đi. Buông tha. Sao mà nó tươi đẹp dữ vậy ta? Nó vui. Tình yêu mà nó vui muốn khóc luôn đó. Bày đặt. Trời ơi, tình yêu ở ngoài đời nó vui vẻ, nó yêu thương. Đó là số nhiều. Số ít thôi. Này nè, 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 nhìn đi. Số ít kìa. Nè, hả? Mày biết tại sao mày bị chậm lương ngoài không? Lương gì? Tại mày hay cà khịa người ta. Bây giờ con có không cà khịa thì ông chủ có bao giờ phát lương cho con đâu, đúng không? Biết tại sao? Tại sao? Tại vì cái mặt mày đáng ghét quá nè, hiểu không? Thì ra ở chung nhà, chung giường ngày hôm nay mới biết được không chung ý nghĩa. Tao ở chung giường mày hồi nào? Thì tao thấy vào đầu mày có đầu bệnh hoạn rồi đó. Cái câu đó là cái câu mà xưa tao nói không có cãi được. Cãi mà xưa không? Cãi không? Bây giờ con nói ông chủ nè. Bây giờ hai đứa mình cãi lộn đây làm gì? Bây giờ có ra ngoài đó giúp đỡ tao không? Hay là sao? Hay là để cái có án mẹ xảy ra lúc đó cái quán này coi như tàn mạng khỏi ai vô ăn luôn. Mày đi thì mày đi nữa. Mày mở miệng nói chuyện sáng sớm mà nói chuyện gì xui xẻo vậy? Gì án mạng đây hả? Thì đứa quýnh lộn không cãi thì cái án mạng chứ sao? Nói chuyện mà xui xẻo mà nhổ miếng nó lại. Mày tính dễ sợ. Bây giờ có ra cản tao không? Không à, hồi nữa à. Tháng này trừ lương luôn nha. Mày làm tao thấy còn ghê hơn nói đó nha. Hôm qua coi tao giúp đỡ tao giúp nè. Ôi có chuyện gì tự nhiên cái tao kéo vô qua quán rồi đánh lộn sùm dưới đất là sao vậy? Nhi ơi, mình đã cưới nhau được 5 năm rồi, đang vui vẻ, sao tự nhiên chia tay vậy Nhi? Trời đất ơi, 5 năm trời mà không làm cho anh ta vui, coi chừng mày bị yếu đó. Đi khám đi. Anh nói gì vậy Nam? Đang hăng mà, cãi tiếp đi. Không có gì là tự nhiên hết á. Anh phải làm cái gì thì tôi mới như vậy. Nhi ơi, mình sống bên nhau hạnh phúc 5 năm rồi, mình hợp với nhau từng miếng ăn giấc ngủ mà Nhi. Dừng. Anh vừa mới nói gì? Vừa mới nói cái câu gì? Nó hỏi mày kìa, có nói câu gì? Nãy giờ em nói nhiều lắm. Em hỏi câu nào? Cái câu 5 năm. 5 năm. Cái câu 5 năm đó. 5 năm.
Hai câu 5 năm lận. Đúng rồi, hai câu 5 năm lận. Cái câu 5 năm tức thì á. Nhi ơi, Nhi, mình sống bên nhau hạnh phúc 5 năm rồi. Người ta nói là mình hợp nhau từ miếng ăn giấc ngủ mà Nhi. Dừng. Cái câu đó đó, anh nói gì? Anh nói mình hợp nhau từ miếng ăn giấc ngủ hả? Vậy thời gian quá, lúc tôi vui, tôi buồn, tôi cần anh, anh có biết không? Dạ heo. Anh về rồi hả? Thôi vô tắm rửa đi rồi lên ngủ. Đi nhanh lên. Trời, tắm gì ngủ luôn đi. Trời ơi, sao mang giày vô phòng vậy? Vậy mà. Không về ước coi. Rồi ngủ nha. Rồi sao không thay đồ? Nha. Thay đồ. Rồi. Này. Thay. Anh. Trời đất ơi, xỉn về người ta sung lắm. Mày xỉn về mày yếu dữ vậy trời. Bởi vì mày đang hăng mà cái tiếp đi. Nhi ơi, tại lần đó anh sai quá cho nên anh không biết gì hết. Đừng giận anh nha Nhi. Anh có chắc là chỉ một lần đó thôi không? Chắc không. Anh đã rất là nhiều lần rồi. À, sao giờ này anh mới về? Thôi vô rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. À, anh lại ra với mấy thằng bạn rồi, còn no lắm. Em ăn mình đi ha. Thời gian ăn cơm cùng nhau rồi thì sao? Anh có nghĩ đến em không? Hay là anh bỏ em một mình? Anh chỉ để nhớ đến những người bạn của anh thôi, nhớ những tiệc rượu của anh mà thôi. Dì ơi, anh biết lỗi của anh rồi, tha lỗi cho anh đi Nhi. Anh hứa là từ nay về sau anh không làm như vậy nữa. Anh hứa mà. Anh đừng có hứa nữa. Vậy cái lời hứa của anh á, anh giữ được bao nhiêu ngày? Anh nhớ không? Nhớ sao tao nói vô cho mày được. Anh không bao giờ giữ được lời hứa của mình hết. Mình dừng lại đi. Chỉ có như vậy á, chúng ta mới tìm được hạnh phúc của riêng mình mà thôi. Không phải đâu Nhi. Hạnh phúc của anh là cái bên cạnh. Em cũng vậy mà đúng không Nhi? Anh Long ơi, anh Long, Nhi chia tay em thiệt rồi kìa. Long, cứu em đi. Nói giúp chị mấy một câu đi mà anh Long. Đi, cứu em đi mà. Anh đừng có làm khó anh Long nữa. Cảm ơn. Mình dừng lại đi. Chứ yêu đương á, mà mỗi ngày phải chịu đựng nhau như vậy á, làm sao mà hạnh phúc được. Được rồi, Nhi ơi Nhi, đừng có chia tay anh mà Nhi. Anh yêu em thiệt lòng mà Nhi. Anh xin lỗi mà Nhi, cho anh chỉ có hỏi nữa đi mà Nhi. Anh Hồ, chuyện của mình hết thật rồi. Khi chọn lỡ yêu rồi, con tim chàng tan vỡ. Khi hay người lầm lỡ, khi yêu chỉ muốn trao đi tình yêu trọn vẹn mà thôi. Đau thương này ai thấu? Vì trái
anh ngậm ngùi tránh xuyên ta bé bé con tim trả tan vỡ khi hai người lầm lỡ khi yêu chỉ muốn trao đi tình yêu trọn vẹn mà thôi. Ngậm ngùi trách duyên ta bé bàng. Bình tĩnh đi Hồng. Hồng, mày bình tĩnh đi. Bây giờ mày dí ra người ta làm cái gì? Có giải quyết được cái gì không? Anh biết cái gì chứ? Tôi chỉ còn sống chung 5 năm rồi. Bây giờ nó chia tay sao được? Buông ra. Hồng, bình tĩnh lại. Đừng có chấp nữa. Bình tĩnh lại. Bây giờ nè, mày bình tĩnh chưa? Bình tĩnh thì nghe tao nói chuyện nè. Hồi nãy á, tao quên câu chuyện của hai đứa mày. Mày đừng có trách cái gì con Nhi hết trơn á. Tao có chút ý kiến nè. Đừng nói tao nhiều chuyện nha. Thật ra khi biết chuyện của mày á, tao nghĩ là mày với Nhi nên dừng lại. Vì vấn đề của mày với Nhi không phải là xảy ra một ngày một ngày hai, mà đã rất lâu dài rồi. Nhi đã chịu đựng mày rất là lâu. Mày nhìn thái độ của Nhi mày biết mà, đúng không? Cái này tao gọi là tức nước dở bờ, giọt nước tràn ly, hiểu chưa? Còn một câu giống câu tức nước dở bờ, căng quá sẽ đứt. Không phải cuộc tình nào cũng có kết quả tốt đẹp. Tôi không tin. Nếu như mà không có kết quả tốt đẹp, định mệnh cho tôi gặp cổ làm gì? Bây giờ thiếu cổ rồi, tôi biết sống sao đây? Thì ly dị thôi chứ sao. Mày đi, mày điên. Thôi, thông cảm nha. Nói vậy nhưng mà nó không có gì đâu. Thôi giờ tao nói vậy nè. Trên đời này mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó trơn á. Người cần gặp á, sẽ phải gặp thôi. Phù hợp thì ở lại. Còn trường hợp của mày cả Nhi á, đôi khi xa nhau vậy cũng không phải là không tốt. Nhiều khi trong thời gian đó, mày sẽ nhìn lại bản thân của mày, biết mày sai chỗ nào, từ đó cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Khi cậu trở nên tốt đẹp hơn á, biết đâu cậu sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn Nhi thì sao? Nhưng mà thật sự tôi với Nhi hợp rất... quá, hợp quá đúng không? Bây giờ khúc này mà tao khuyên mày vui, nó bị kỳ lắm nha. Không ai khuyên gì hết. Nhưng buồn á, cũng buồn ít thôi nha. Rồi vui vẻ trở lại, yêu đời trở lại. Ông bà mà nói không bao giờ sai hết. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chứ không lẽ mưa hoài? Chỉ trừ những ngày áp thấp nhiệt đới thôi, đúng không? Thằng Nam nói đúng á. Mà cho dù có áp thấp nhiệt đới chăng nữa cũng 7-8 ngày cũng sẽ tạnh thôi. Được. Hiểu chưa? Một mối quan hệ tình cảm á, lúc nào chẳng có vui có buồn. Đúng người thì là tình yêu, còn sai người thì gọi là bài học. Thay vì giờ mà ngồi đây mà than khóc nè, thì nên nhìn nhận lại bản thân của mình, rồi làm việc gì có ích cho bản thân, có ích cho xã hội, tốt hơn không? Cố gắng lên. Chứ chẳng lẽ mày ngồi vậy suốt, té đâu phải đứng lên chỗ đó chứ. Thật sự là phải chia tay sao? Chính xác. Cố lên. Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc thôi mà. Dạ, cảm ơn hai anh. Cố gắng lên nha. Hy vọng nó sẽ sớm vượt qua. Thằng bé thì là đáng thương đúng không? Có một câu nó hoài à, chán lắm luôn á thiệt. Còn mày, nó ngồi đất hoài vậy? Trời đất ơi, hồi nãy ôm nó té xuống đây thì nó ngồi ở đây nó khóc lóc, nó không dám, nó đứng không đứng lên thì tôi dám ngồi ghế lậu, tôi cũng dám ngồi. Giờ đi rồi thì đứng lên đi. Ngồi ăn vạ hả? Xin tiền hay sao? Trời ơi trời. Lương thiếu người ta thiếu lên thiếu xuống mày đặt đồ ăn vạ gì. Mà không nhận ông chủ. Bữa nay cảm giác buồn. Rồi. Mày cũng biết buồn nữa hả? Trời, con người mà sao biết buồn trời. Trời, mày cũng biết mày là con người luôn hả? Nói chuyện sao thì dễ xa nhau dễ sợ luôn á. Mày mà nói chuyện dễ xa nhau á. Nhau gì? Thôi buồn gì nói lại đi. Con nói mấy tập trước con vừa mới nói rồi. Cái quán mình giống như một quán cơm hạnh phúc vậy. Ai vô đây bất ổn, bước vô quán một cái, bước ra cái bình ổn trở lại liền. Tao con nhớ. Mà riêng cái chuyện tình này,
nó bất ổn đi ra nó vẫn bất ổn luôn, không giúp gì được cho nó hết. Cuộc sống mà có cái này khi khác chứ, chứ lúc nào ý muốn mình hết thì đâu còn cái gọi là cái gì là người giàu người nghèo, người sung sướng người hạnh phúc hay người đau khổ đâu. Thôi coi như mọi chuyện này xong rồi đúng không? Ừ. Ừ, trả cái điện thoại đi. Điện thoại gì? Hồi nãy mới đưa cầm đưa coi trên mạng á. Tôi lấy hồi nào? Trời đất ơi, cái điện thoại 120 triệu người ta đó nha, chạy dẫn chơi hoài. Mày nghĩ sao? Tôi tức. Ủa, quên. Hồi nãy hai đứa cãi lộn hăng quá, nhát quên. Nè. Bỏ nha. Bỏ gì? Cái tật ăn cắp giặt nó hoài không bỏ nha. Mày đi hả? Lên đây học hành cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Đánh đánh ra đây ra phụ việc với tao với Nam cho nó vui. Phụ rồi, chắc chắn là phụ rồi, nhưng mà làm không có làm cho vui. Ông chủ nhớ trả lương hai bên đều win win là được. Rồi được rồi, để trả lương cho đàng hoàng. Sao mày hay dữ vậy mày? Ủa, mày ghen dữ vậy ta? Ủa, phải chi cái ngày đầu tiên tao vô đây mà tao nói được câu như mày thì đời tao đâu có tàn như vậy. Mày nói cái gì đó? Nói có lương, sao đây không có lương? Tao rất là thắc mắc luôn nha. Sao? Mày là Long công tử, ăn chơi bậc nhất ở cái lớp của mình. Ừ. Mà sao bây giờ mày lại thành một ông chủ quán cơm bình dân như vậy? Có gì đâu. Thật ra đây cũng là câu chuyện dài. Nó bắt đầu từ... Để tôi kể cho. Dài phải để cho tôi kể. Ủa? Thật cơm của tôi mà. À đâu của mày? Ở đây là địa bàn của tao. Cái này coi như là cái phí cho ngủ của mày tối hôm qua. Đi chứ mày. Mấy người. Sao? Nếu không có chỗ về á, theo tao đi làm. Ồ, tôi không muốn đi tù đâu. Lâu nay tôi quan sát cậu, tôi thấy cậu duy sức làm được. Làm gì vậy? Ê, anh em. Nè, mày làm trò gì? Đây là quán cơm ngàn nha, chứ không phải là quán tay vịnh nha. Mày vô đây muốn vịnh ai vịnh hả? Với mày sao? Mày muốn sao? Nè, muốn lộn không? Chỗ này nhiều máu nè. Chú có sao không? Quá đập nhẹ ra máu dữ vậy ta.